AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Xin chào quý vị khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đến với AFC Champions League. Và đây là cuộc đối đầu tại cái bột giữa BG Pathum United và Melbourne City. Đường ra sân của cao thủ BG Pathum United, đứng trong thành thủ thành số 26, đó là Kittipong. Cao thủ số 13 NS Fumiya, số 7 Ifran, số 23 Santifa. Với đó là những NS Ihsan, Fatopun và Teerasil Dangda đá cao nhất ở phía trên hàng công của cao thủ BG Pathum. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài người Iran, ông Boyan Divan, và hai trọng tài biên người Iran, trọng tài bàn người Iraq, ông Zaid Thameh. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình ra sân trong trận đấu ngày hôm nay của cao thủ Melbourne City. Đứng trong khung thành là thủ thành số 1 Glover, ba hậu vệ của Melbourne City là Guðrúður số 22, Nunes số 4 và Griffith số 5. Với sơ đồ là 3-4-1-2, 4 tiền vệ của họ là Jemerson số 3, Gomulka số 16, Nabbout số 15 và Jenkinson số 6. Tilio sẽ đá ngay phía sau của McLaren, tiền đạo mao số 9 và Lecky, tiền đạo mao số 7. Và trận đấu chính thức bắt đầu trong hiệp một, cao thủ Melbourne City ra bóng trước, bảo vệ phần sân bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Và xử lý của Lecky, vẫn là Lecky, khá tốt. Lecky đưa bóng vào, đường trả vào trong lại hơi sâu một chút. Guðrúður và Manuel Usiarelli thêm đường truyền cho Lecky, vẫn là Lecky đưa bóng vào, cơ hội không vào. Thêm một tình huống tấn công rất rõ nét. Cơ hội cho Man City, không vào nhưng tiếng còi đã vang lên. Chúng ta cùng xem lại lần nữa cú đá ở cự ly gần cầu thủ mang áo số 16, đó là Gomulka. Đây là câu trả lời của BG Pathum, việt vị rồi. Sẽ là một ngày mà các tiền vệ của BG Pathum sẽ phải hoạt động hết công suất. Và đây cũng là lựa chọn của họ với những đường truyền chọc khe dọc biên. Thường đúng là cũng không có gì quá vội vàng trong pha lên bóng của Melbourne City. Vấn đề là họ như thế nào. Cơ hội cho cao thủ BG Pathum và xuất tướng của thủ thành Glover. Dứt điểm từ xa, vô! Cú ra chân từ xa đúng là một cú đá đại bác thực sự, và ghi bàn cực kỳ đẹp mắt, tuyệt vời. Các cầu thủ Melbourne City đã vươn lên dẫn trước nhờ cú đá đại bác của Nabbout. Bàn thắng cực kỳ đẹp mắt, không thể cản phá với cú đá từ xa như vậy. Ihsan, vẫn là Ihsan sút bóng, cơi quá đáng tiếc cho BG Pathum. Ihsan đã tạo ra một cơ hội không thể tuyệt vời hơn, nhưng pha dứt điểm lại đi lên trời. Cú đá vừa rồi của Warachit, quá đáng tiếc cho Warachit, anh ở rất gần. Nỗ lực cắt bóng, cơ hội Teerasil Dangda đưa bóng vào, đánh đầu. Một đều cho BG Pathum. Chúng ta cũng xem lại và lấy bóng nhanh, cắt Bóng công biên chuyền vào cực tốt. Và cú đánh đầu đầy kinh nghiệm của Teerasil Dangda. Anh đánh bại hoàn toàn thủ thành Glover. Phải nói là đúng thực gừng càng già càng cay. Chúng ta nói về Teerasil Dangda. Cơ hội cho Lecky. Dứt điểm. Sút tiếp. Vẫn không vào. Hai cơ hội liên tiếp. Hai cơ hội liên tiếp dành cho cao thủ Melbourne City. Cơ hội không vào. Và dứt điểm của Lecky, người đang rất muốn ghi bàn vào lúc này. Hãy xem lại cơ hội mà Lecky tự tạo ra. Đánh đầu nhờ bóng lại và có thể dứt điểm. Dangda không vào. Dangda đã dứt điểm trách thước ngắm. Và tấn công thực sự hay của cao thủ BG Pathum. Và khép lại bằng cú dứt điểm của Teerasil Dangda. Vẫn là Teerasil Dangda. Dứt điểm. Rồi sút tiếp. Hơi cao chân rồi. Tình huống hơi lộn xộn. Cơ hội. McLaren, đặc biệt là Lecky. Lecky vẫn chưa cho đấy cái duyên của anh ở trong trận đấu này. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Vẫn không thành công. Và lắc đầu là của số 5 Griffith. Đưa bóng vào. Bây giờ là quả phạt góc dành cho BG Pathum. Cuộc tiểu thứ 90 của đọ sức giữa BG Pathum và Melbourne City. Cơ hội cho cao thủ BG Pathum không được. Góc sút đã hẹp lại với pha di chuyển vừa rồi. Phản công dành cho Melbourne City. Đường chuyền khá hay. Nhưng lại là Nunes với pha cắt bóng đẳng cấp. Rất khỏe và bình tĩnh. Quá hay, đối mặt thủ môn. Không vào. Quá đáng tiếc trong tình huống xử lý vừa rồi. Đó là McLaren. Tình huống xử lý quá hay của thành Phota Chuek. Và đường truyền cũng là tuyệt vời. Và trận đấu đã khép lại sau cơ hội bỏ lỡ vừa rồi của McLaren. Một đều là kết quả cuối cùng của cuộc đọ sức này. Thì là McLaren đã bỏ đi cơ hội để có thể mang về 3 điểm cho Melbourne City. Một trận đấu khá hay. Quý vị các bạn thân mến, cảm ơn quý vị các bạn đã cùng đồng hành chúng tôi trong trận đấu này. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với rất nhiều trận đấu khác tại AFC Champions League. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.